Đấy, quà đây anh cầm lấy đi, bây giờ anh tặng ai thì tặng, bây giờ anh đi về đi. Em đi về đây. Sóc Dương Phúc Chiến.com, sóc bán nick liên quân, liên minh, Free Fire, Đột Kích, Ngọc Rồng và tất cả các loại game khác uy tín, giá rẻ chất lượng hay đến ngay với sopduongphucchien.com ủng hộ mình nhé. Chào các bạn nhé, mình Dương Phúc Chiến đây. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với video tiếp của mình. Thực sự là hôm nay mình thực sự cũng còn một tí gọi là động lực hay là sức lực nữa mà mình cảm giác mình chán nản sống lắm rồi mọi người ạ. Thì là hôm qua thì lại kênh mình lại mất tích khỏi YouTube mọi người ạ. Thì lúc ấy chuyện này mình đã cố gắng và nhờ rất là nhiều anh và bạn bè trợ giúp thì đã lấy lại được kênh. Thì chuyện này đêm qua chắc là rất là nhiều người biết rồi. Thì chuyện hôm trước nữa thì Chiến với Thảo cũng có cãi nhau và xích mích nhau, thì Chiến cũng có đăng rồi nhưng mà không biết mọi người xem chưa. Thì hiện nay Chiến kể lại video này, Chiến kể lại cho mọi người cùng nghe. Thì là Chiến có yêu một đứa bạn cùng lớp, thì bạn ấy, mình Chiến với bạn ấy đã chia tay 2 năm trước rồi. Thì lúc đấy chị Chiến chia tay bạn ấy 2 năm trước rồi thì mới bắt đầu yêu Thảo. Thì cách tầm 1 tháng thì mới yêu Thảo. Tối trước nữa thì Thảo với cả anh Hoan đang ngồi nghịch máy tính của Chiến ấy, thì Chiến quên đăng xuất Facebook mọi người ạ. Thì Facebook của Chiến lúc nào cũng để trên máy tính ấy, thì Thảo vô tình nghịch vào và lúc ấy Chiến đang nhắn tin với bạn đấy. Thì Chiến quên chưa nói với Thảo, chưa kể về câu chuyện đấy cho Thảo nghe, thì Thảo là suy nghĩ khác về Chiến mọi người ạ. Thì Thảo lại nghĩ Chiến giấu Thảo chuyện nhắn tin với bạn gái kia, thì Chiến cũng cảm thấy có lỗi, nhưng mà Chiến không trách Thảo đâu. Nhưng mà thật sự là từ ngày xưa đến giờ thì Chiến với Thảo kiểu là không có một cái câu chuyện gì ấy, thì Thảo không bao giờ lắng nghe Chiến gì cả, cứ nghe lúc nào cũng nghĩ là bản thân mình không cần phải nghe ai hay là giải thích ấy như nào cả. Đấy nên là rất là buồn mà. Thì Chiến đã cố nhắn tin và gọi điện thì Thảo cũng không nghe, và Thảo về từ tối hôm trước đấy. Thì bây giờ Chiến hôm nay Chiến gọi điện thì Thảo mới nghe máy, thì bảo là bây giờ tranh thủ Chiến xuống gặp Thảo một lúc Chiến giải thích, thì nhưng mà không biết có được không, nhưng mà Chiến tranh thủ Chiến quay lưng cái video này cho mọi người xem mọi người ạ. Thì nói chung là Thảo rất là bướng mọi người ạ, từ bé từ lúc mình yêu đến bây giờ nói chung là có câu chuyện gì không bao giờ lắng nghe mình đâu mọi người ạ, lúc nào cũng phải cãi nhau mãi xong rồi là mới thông não được. Mọi người thấy mấy lần chia tay lúc nào Chiến cũng phải hết nhờ người này nọ nói giải thích hộ này, nói chung là đủ kiểu thì Thảo mới nghe mình mọi người ạ. Thì hôm nay thì thật sự là chiều nay mình cũng gọi mấy lần nhưng mà Thảo không nghe máy. Thì bây giờ mình từ đây xuống nhà Thảo thì cách đây khoảng 20 cây mọi người ạ. Mình đi xe máy, mình cũng nhờ anh Hoan đi cùng mình, và tí nữa nếu mà mình sẽ quay lại cho mọi người cùng xem nhá. Nếu mà vì câu chuyện này thì mình nghĩ là rất là nhiều người muốn xem, thì là Chiến cũng quay lại cho mọi người cùng xem đấy mọi người. Thì bây giờ mình sẽ với anh Hoan đi cùng em nhá. Đấy các bạn ơi, thì mình vừa mới đến chỗ gần nhà Thảo rồi, cổng nhà Thảo rồi, nhưng mà mình không dám vào vì hiện tại là rất là muộn rồi, nếu giữa rồi mình không muốn vào là mình sẽ để tận ngoài kia các bạn ạ. Mình sợ là ôn anh hưởng đến dân làng nên là mình chú ý, và mình đã vừa gọi điện cho Thảo rồi chính biết Thảo rồi đấy. Tối quá mình ở trong kia chả thấy gì luôn đấy, sợ nữa mình ạ. À, khu này gần bãi cái chết được rồi. Để mình gọi điện cho Thảo mới nhá. Alo, sao anh cổng đi, anh ở cổng, đứng ở cổng đấy đợi đấy. Nhìn lên. Trời ơi, mình đã gọi điện rồi. Lâu ấy. Cái gì? Tìm quà luôn đấy. Cầm đây. Má làm gì? Muộn rồi vào đây rồi. Ở nhà mình nhắn tin cho mình phố thôi chứ. Sao lại ôm quà ở đây? Không thích. Sao không thích? Không thích bây giờ sáng rồi. Không thích nữa. Bây giờ ý là như nào? Ý như nào thì anh cho anh trước nha. Đừng bây giờ đừng hỏi em là ý như nào. Bây giờ em trả lại quà khác gì là... Bây giờ anh còn nhắn tin mấy người vui với em.
là lần thứ mấy không? Rất là nhiều lần rồi. Thì em có nghe anh giải thích không? Là không thể tha thứ anh được nữa. Tha thứ gì? Bây giờ em không nghe anh giải thích gì cả. Anh biết là anh giải thích được chục lần rồi không? Anh chưa kịp giải thích một cái gì cả. Chưa kịp giải thích gì? Tại sao lại giải thích trong khi nhắn tin thân mật mà đã thế? Thân mật không, nói. Tình cảm nó. Thì mà bây giờ. Giấu em. Thì bây giờ nó hỏi thăm thì anh kiểu như em không vô tâm thế. Em có nghe giải thích không? Giải thích cái gì mà chứ? Chuyện rõ ràng như thế rồi anh còn định giải thích cái gì nữa? Rõ ràng cái gì bây giờ em câu chuyện gì tất từ ngày xưa đến giờ thì câu chuyện gì em cũng nào cũng vội vàng không nhắn tin không trả lời rồi, nhiều lần rồi em không thì em lần nào em không nghe lời anh không nghe lời cái gì chứ anh chưa kịp nói gì chưa được giải thích gì đấy mọi người đây ai cũng bảo em là không nào không ấy nóng nhưng vội mà nhiều lần rồi em cảm thấy chán lắm rồi thế lần nào anh phải nói em xong là em mới thông não được à thì lần nào em phải nói anh mà anh vẫn chưa thông não được gì à bây giờ anh tính sao bây giờ sao anh không được rồi thì mình nói chuyện tiếp thế thôi xong chẳng không trả lời tin nhắn và để anh nửa đêm sẵn ở đây gặp em em mai anh đến đâu em còn bây giờ em phải làm việc học cuối năm rồi thế là không tiếp tục được gì đấy là theo anh chứ thì em bên đâu cũng mình quyết định đấy thế rồi sau là em còn phải bỏ anh đi thì gì em bỏ anh đi đâu em tin nhắn không trả lời hả anh xem mà em học cả ngày ấy thì thời gian đâu tối em phải ăn cơm xong em buồn buồn em ngủ lúc nào cũng khó tính không bao giờ nghe anh nói gì cả ta mà em khó tính bây giờ anh đi về đi anh ở đây làm gì ở đây tí mà em thấy mẹ phải chửi cho cầm máy cầm đi anh cầm máy đi em không cầm nữa anh cầm anh đi tặng ai thì tặng em chưa tặng em rồi thì em có tôn trọng anh không em chưa bóc ở đâu em tôn trọng anh không thì em hỏi anh có tôn trọng em không từ trước thì đưa anh có tôn trọng em không bao giờ anh tôn trọng lời nói của em chưa đấy quà đấy anh cầm lấy đi bây giờ anh tặng ai thì tặng bây giờ anh đi về đi em đi về ra.